Tết mãi mạn cùng Phúc đi khám phá quán bánh cuốn Bình Dân trong những ngày Tết này nha. Ở quận 4 có hai quán, một quán bánh cuốn và một quán bánh ướt Phúc rất là thích. Nhưng mà điểm chung của hai chỗ này là mấy cô sẽ bóc bằng tay nha. Cho nên bạn nào không thích ăn vỉa hè hay là kiểu sợi dơ thì nên bỏ qua video này nha. Chỗ này thì nước mắm cực ngon luôn. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Mấy hôm nay tự nhiên muốn quay lại mấy cái quán Bình Dân để chia sẻ lại cho mọi người nè. Hôm nay Phúc quay là quán bánh cuốn Cô Lệ ở đối diện hẻm Tịnh Xá Linh Quang, quận 4. Tức là các bạn đến số 40 Nguyễn Khoái rồi nhìn qua là thấy cô ngồi bán buổi sáng trên vỉa hè chỉ vài các bạn thôi nha. Hôm nay cô bán một dĩa bánh cuốn nóng đầy đủ miếng chả dày cộm luôn mà chỉ có 30.000 thôi. Nhân thì cô làm có nấm mèo thịt và như có củ sắn nữa. Bánh cô cuốn mỏng thêm rau giá chả là ăn ngon lắm luôn nha. Cô thì vừa tráng bánh và chuẩn bị bánh, còn chồng cô thì đứng phía ngoài phụ cô bỏ chả vô hộp và đưa cho khách xung quanh. Ở đây thì một mình cô tráng tới hai xưởng bánh cuốn mới kịp nha, vừa tráng bánh vừa cắt bánh bỏ vô hộp hay vô dĩa thêm rau mà cô làm tay thoăn thoắt luôn. Phút ngồi ăn có 15 phút nhưng mà quán cô lúc nào cũng đông khách hết. Cô bán từ sáng sớm cho đến 9-10 giờ mỗi ngày là hết nha. Dĩa thập cẩm của Phúc hôm nay thì cô bán là 30.000, có một miếng chả quế, một miếng chả lụa, một miếng chả gân, thêm một miếng nem chua và một miếng bánh đậu xanh cắt nhỏ làm ba. Như các bạn cũng thấy là miếng chả cô cắt thực sự rất là dày luôn. Dĩa này ăn xong là Phúc no muốn bỏ bữa trưa luôn nha. Rồi cái nước chấm của cô cũng rất là ngon luôn, thêm miếng ớt cho cây rồi Phúc chan ụp nguyên cái chén vô tô cho thấm đều rồi ăn chung ngon lắm. Các bạn đừng quên ủng hộ Phúc để có thể khám phá thêm nhiều quán ngon rẻ để chia sẻ cho các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video review chiều nay.